Minh, Minh, Minh. Người mới à? Ơ, anh Nghĩa này. Chào em. Ôi ơi, người mới đến thuê nhà. Ôi dồi ôi, trông sang trọng quá. Chú ơi, chú có cái gì không dùng đến, chú cho chị nhé. Lại cái bài xin đồ đấy. Không dùng nó phí, vừa phải thôi. Anh dọn đến ở luôn à? À không, đây chỉ là bước đệm thôi. Còn nếu đến ở luôn ý, thì phải tổ chức một bữa liên hoan thật là hoành tráng. Để còn ra mắt hàng xóm láng giềng chứ. Thế chú là... Dạ, tự giới thiệu. Tôi là chồng sắp cưới của Luyến. Ôi dồi Luyến. Thích nhá. Luyến đưa mới ra ra. Anh Lưu về rồi này, chú Lưu này. Bà cụ thế nào rồi anh? Bà thế nào rồi hả chú? Anh giả mày cái xe này. Đấy. Người dưng nước lã mà người ta còn hỏi han tử tế. Nhất cô đấy. Sao? Nó khen à? Khổ thân bà cụ. Già yếu rồi. Gió lay cành đa. Lại đang mùa lá rụng nữa. Lo quá. Luyến này. Anh mua chăn ga gối đệm cho em. Nhưng mà không biết là Luyến thích loại cứng hay loại mềm. Nếu mà cả hai loại này Luyến đều không thích ý, thì anh sẽ mua cho Luyến loại lò xo. Thôi anh ơi, loại nào cũng được anh ạ. Vẫn còn hơn là nằm chiếu ở nhà. Thế là Luyến đồng ý nhận quà của anh rồi nhá. Dạ, tao về nhà thôi anh. Ừ, anh đi, để em sách đỡ cho. Thôi thôi thôi, để anh. Nhẹ không à. Để anh. Đổ máu lạnh vô tình. Ôi, như thế này là sắp cưới rồi à? Nhanh như một cơn gió, đến em còn giật mình ấy. Chứ khổ. Thế chú, gì? Thế sốt cục bà cụ thế nào rồi? Thì thằng này đã nói rồi đấy thấy. Hòn bình. Già yếu rồi. Gió đưa cành đa, đúng mùa lá rụng. Luyến, Luyến Luyến, Luyến. Ra đi vào còn chạm mặt nhau nhá. Nhìn anh em mình như vô hình ấy. Người ta đi xe máy, gió thổi nó ù hết tai này không nghe được cái gì đâu. Cái gì? Tao thấy nó liếc qua anh em mình. Còn lại khinh người vãi. Anh cứ đi cà khịa người ta như thế làm gì? Anh có cà khịa thế, cái cà khịa nữa ấy. Nước nó vẫn là nước thôi, không thành rượu được đâu. Mẹ nói thật nhá, nếu như anh thực lòng mà thích Luyến ấy, cắp sách sang, học cái bình nhà em một khóa. Em đây, tấm gương đây. Bà trò vớ vẩn, ngu người ra. Em trêu ganh thì thôi, chứ còn đích thân em đã cử cái bình nhà em đi thám thính rồi. Tình hình á sâu sắc lắm. Mà bây giờ ấy, bà Hòa bà ra mặt ủng hộ luôn. Luyến muốn đi lúc nào, tạo điều kiện hết mức lúc đấy. Em còn nghe lão Dương bên đội truyền thông của chợ bảo rằng là lão Nghĩa này ấy, là bên thị trường đấy. Ngoài tiền ra nó còn nhiều cái kinh phết ấy. Ôi trời ơi, cũng một dạng hết nước chấm đấy, không đùa được đâu. Cái thằng chân cò cảm nhện bụng ánh gương này. Kinh thật. Thế thì người ta mới có quyền lựa chọn. Cái lão này ấy, là cũng đi tìm hiểu khắp nơi rồi. Nhưng cuối cùng là chốt hạ em Luyến nhà mình. Phần là vì độc thân, không vướng bận. Phần nữa ấy, là hoàn cảnh nó cũng bần hàn. Đấy, giờ nó cuộc đời nó sang trang. Có lấy về khó khăn gì thì cũng không phàn nàn. Thế thì đi chọn ô xin, chọn vợ cái nước mẹ. Thì em là cứ nghe người ta kháo thế. Thế còn mình có phải là người trong cuộc đâu mà mình biết được không? Gửi tên chị ơi. Anh à, cái gì? Gì mà đần ra thế? Tao đần bao giờ?